kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong những video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều cái mẫu xe đạp thể thao bãi touring có, MTB có của Nhật Bản, của đã qua sử dụng tại Nhật Bản hay thường gọi là Nhật Bản. Và với một số khách hàng có nhu cầu mua xe gấp hay còn gọi là xe xếp trong miền ngoại miền Nam để mà phục vụ những cái chuyến đi xa bỏ vào cốp xe ô tô, thì mình cũng đã vừa nhập tờ về một số chiếc xe trợ lực, xe gập đã qua sử dụng tại Nhật Bản. Trong video này mình cùng quý vị đánh giá trải nghiệm chiếc xe gập mang thương hiệu là Watson. Xe này thì được sử dụng tại Nhật Bản và không như những chiếc xe rẻ tiền là khung bằng sắt, thì chiếc xe này là khung bằng nhôm. Đấy, khung bằng nhôm thì nó sẽ nhẹ hơn và sẽ không than, và nói chung là cao cấp hơn, các cái khớp gập của nó tốt hơn chiếc xe Nhật mà khung bằng sắt. Trên thị trường thì chiếc xe xếp gập mà khung bằng sắt thì chỉ có giá được khoảng hơn 1 triệu tới 2 triệu đồng, nhưng mà xe gập bằng nhôm thì chất lượng tốt hơn và giá khoảng gấp đôi. Thì trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm chiếc xe. Chiếc xe được làm khung bằng nhôm, trang bị bánh 20 inch. Trang bị bánh 20 inch. Bộ phanh V trước sau. Phanh V trước sau màu da cam. Và xe này được cách điệu bằng những cái dây phanh, dây chuyển số màu cam rất là phá cách. Trên xe thì chỉ trang bị một tay vặn chuyển số 6 tốc độ mà thôi. Còn bên này là không có, bởi vì là xe gập thì chỉ có một đĩa và thường sẽ là không chú trọng đến nhiều tốc độ mà sẽ chú trọng đến cái sự gọn nhẹ và linh động của chiếc xe. Xe được trang bị một đĩa 6 lít tầng và bộ chuyển động Shimano Tourlay. Bộ chuyển động Shimano Tourlay. Như bạn thấy thì clip Shimano vặn này, clip Shimano vành 20 inch, phanh V, khung bằng nhôm rất là to, to bản nhưng mà lại nhẹ. Như các bạn thấy thì mối hàn to. Thì các bạn muốn phân biệt xe đạp khung sắt hay là khung nhôm thì hãy tìm lại trong kênh của mình. Có một video mình đã hướng dẫn quý khách hàng phân biệt xe đạp khung bằng sắt hay khung bằng nhôm. Thì khung đạp xe đạp bằng nhôm thì thường nhận biết dễ nhất là cái mối hàn nó rất là to. Hoặc quý vị có thể dùng lăm châm để quý vị hút. Nếu như mà không bị lăm châm hút thì đó là khung nhôm, mà bị lăm châm hút là khung sắt. Sau đây mình sẽ test cái khả năng gập gọn của chiếc xe ra sao. Ok, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ hạ cóng yên thấp nhất có thể. Tiếp theo chúng ta sẽ gập cổ phốt lại. Chúng ta gập bằng cách là nhấn cái nút này. Trước khi gập vào thì các bạn cần cho tiến hành cho cái dây ra cho nó gọn. Rồi, chúng ta tiến hành gập cổ phốt này lại. Sau đó chúng ta tiến hành gập khung. Chúng ta gạt khóa ra, mở ra và nhấc cái chốt này lên một chút. Nếu quý vị không nhấc cái chốt này thì cái chốt này nó sẽ ăn vào đây và quý vị không có thể lấy ra được đâu, kể cả khi mà mở khóa thì vẫn không thể lấy ra được. Nhấc cái chốt này lên một chút. Cái chốt này sẽ được cắm vào trong lỗ ở đây. Và chúng ta tiến hành gập khung vào. Và như vậy chúng ta đã tiến hành rất là nhanh chóng. Chúng ta đã gập xong chiếc xe đạp gập nhỏ của chúng ta và tiến hành cho vào trong cốp của xe ô tô cá nhân của chúng ta để di chuyển tới những vùng đất khác. Và rất là tiện lợi khi mà tới một vùng đất mà
không có xe, phương tiện nhỏ để di chuyển, ô tô không vào được. Ví dụ như là tới một thành phố mà không ô tô không vào được, tắc đường, chúng ta có thể đỗ ô tô vào, chúng ta bỏ chiếc xe gặp ra và chúng ta di chuyển bình thường. Tới nơi chúng ta muốn và khi xong việc chúng ta quay trở về xe ô tô và chúng ta ra khỏi cái chỗ nơi mà ô tô không thể vào được đó. Rất là tiện lợi. Như các bạn đi xa các bạn và khi lắp ráp vào thì rất là hoàn toàn dễ dàng, chúng ta làm ngược lại. Chúng ta làm ngược lại cái thao tác đấy. Rất là nhanh thôi. Đấy, nếu mà các bạn sử dụng quen thì rất là nhanh. Vâng, chưa đầy là 15 giây. Chưa đầy 15 giây là các bạn đã có thể hoàn thành xong một chiếc xe đạp được. Lúc chúng ta di chuyển ở những quãng đường mà cần sự linh động và đi xa, có một thiết bị đã đi cùng theo cá nhân mà rất là dễ sử dụng. Nếu mà quý vị có quan tâm đến xe đạp gập, xe đạp thể thao hoặc những cái video hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng hoặc chọn xe thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi sắp làm trong thời gian tới, và ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo, bắt đầu làm những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã xem video, hẹn gặp lại trong những video lần sau.